quá sức đẹp quá vậy rồi. Mỗi lần mình đi á là mình quay cảnh nó khác nhau nha. Tại vì đi đoàn đi mình đâu có quay kịp đâu. Bên này đợt trước mà đi cạnh bên này, đợt sau mình đi cạnh bên kia. Đây, phía sau mình nè. Bên kia là trùng trùng điệp điệp luôn. Mình không thể đi hết cái dãy này. Đợt chưa? 1, 2, 3, 4, 5 tầng. Nó chỉ cái mảng xanh thôi. Khi nào mưa xuống nó sống lại. Rồi mình xem một vòng mình đi cái gì ơi. Đây là chỗ có chân mình đứng. Cái này mình phải thấy huyền Bát Nhã nè. Mọi người đang chụp hình đây nãy giờ. Cây này cái dáng đổ đẹp quá. Giống như sóng dập gió dồi nó vô đây rồi nó thành những từng đá đó. Còn mình tập trung ở đây hết rồi đó, đi tiếp tục. Nắp ấm đây nè. Nè chừng nào mà cái nắp này nó mở ra gì là côn trùng nó vô mình uống không được vậy đó hả? Còn nó kín nó kín là mình mở nắp ra mình uống nước nó ngọt. Cái chuối gì sao hai người dắt tay nhau qua được? Nước nó tràn cao lắm á. Nó dâng cao lên hết. Tại vì nguyên một cái khu này là chỉ có suối này không mà. Rồi tới suối quý vị ơi. Tới suối giữa Lan Thiên nè. Có lúc đi mà mưa nhiều đó ha, là dẹp nắm tay nhau mới qua được đó, chứ không dám đi một người. Nước nó chảy á, nó dâng lên chứ nó phải lên thấp gì đâu. Ôi, trứng bùa, trứng bùa. Trứng bùa. Trứng bùa nắp. Mà đẹp ha. Lan này sao mà tròn tròn, vô luôn. Xong hả chú? Tắm xong rồi bây giờ bắt đầu mình lội lên chỗ cái đỉnh Lan Thiên. Bên đó là những cái gần đá đi bọc ở đây là mình trở về Lan Thiên. Lúc trước mình chưa có đi vô sâu trong này, giờ mình đi vô sâu trong này cho quý vị xem nha. Bây giờ mình đi ngược trở ra cho quý vị xem. Mọi người đang lên đỉnh Lan Thiên rồi đó. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đó. Đi khối. Đẹp quá. Quý vị thấy là cái này nó nguyên khối không? Nguyên khối dính liền. Anh có làm gió. Rồi mọi người đi chèo lên đỉnh Lan Thiên rồi đó. Có người kêu là đỉnh Lan Thiên, có người lại kêu là đỉnh Lan Thiên. Thứ nhất là mình còn một điểm giếng nữa, là thứ nhất hai điểm mà chọn một trong hai là năm chỗ Năm Thiền và suối Vàng. Đây xung quanh dòng vòng nha. Rồi đây giữa đây là có cái khối đá này để lên chỗ nơi thờ phượng chúng. Đặc biệt ngay chỗ đá Lan Thiên này quý vị xuống dưới nhìn nha, bốn góc đều có bốn hình quá chỗ khó như ở dưới hồi nãy mình nhìn qua đó. Bên ngay chỗ chính ngồi đó bên đó là hình của đầu của rắn, bên đây là đầu của rùa nha. Phía trước là mình xuống đây cái đầu của này đó, bên đây cũng cái đầu nữa, đặc biệt là bốn góc là tứ tụ là có bốn hình không quá chớ. Ngồi trên đỉnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Đây nè quý vị. Đó, đoàn mình đang đó đang quý vị đang chụp hình đó. Đó bây giờ nè, đẹp chưa, nguyên một cái vùng đá này trùng trùng điệp điệp luôn nè. Đó mình quay một vòng cho quý vị xem nha. Đó. Quá tuyệt
và mình đi xuống bây giờ. Đoàn trước đang chụp hình. Rồi, giờ mình trở ra đẳng. Đó, chụp hình nguyên một đoàn luôn. Thấy mà, thấy đoàn mình đi mà. Nãy giờ có quay thì Phước Nhã gõ chưa? Chưa, đang quay bên cái. Đây nè, bên chỉ cho quay nè. Bắt đi rồi chỉ cho cái người quay. Đây là thuyền Bắc Nhã. Ở đây là đầu rồng. Rồi mình xuống đi quý vị ơi. Xuống bớt đi. Bây giờ né qua bên để chụp cho cô này luôn đi. Mình dính nhiều người cũng đâu có sao đâu, cởi nón đi. Rồi ai chụp thì ở đây chụp qua bên cho chụp đi rồi. Rồi đi đây. Đẹp quá. Quá sức đẹp quý vị ơi. Mỗi lần mình đi á là mình quay cảnh nó khác nhau nha. Tại vì đi đoàn đi mình đâu có quay kịp đâu. Bên này đợt trước mà đi cạnh bên này, đợt sau mình đi cạnh bên kia. Đây, mình leo lên cái khối đá này, cái hình cho quý vị xem nha. Cây tầm bá nè, bá tầm. Đó. Đây, phía sau mình nè. Bên kia là trùng điệp điệp luôn. Mình không thể đi hết cái dãy này. Chỉ mình đi một đoạn vậy thôi. Đi hết mà không thấy đi hết nữa. Chết rồi giớp, dễ gì giớp. Dễ rồi gì được không? Cái này có đá dâm nè. Đá dâm. Rồi quý vị ơi, bây giờ mình đi xe xuống. Mình đi qua cái cạnh bên này. Từng đợt chưa? Đó, bên kia nữa đó. Nhiều lắm. Mình đi từng chi tiết mà không đi hết nổi. Đây như này cái gì? Đó, thấy chưa? Cái này mình đi chệt qua, đi chết qua cái hướng mặt trời mọc. Đẹp chưa? 1, 2, 3, 4, 5 tầng. Bên kia đang chụp hình, mọi người đang chụp hình đó. Rồi, đi qua cái hướng bên đây nha. Ui. Chạy xuống đây. Khối đá quý vị thấy đẹp không? Mình đi xem xe một vòng cho quý vị xem này. Đẹp cực kỳ không?
Vậy mà cây nó sống lên trên đó được. Dưới này thì rong, rong rêu nhưng mà nó chỉ cái mảng xanh thôi. Khi nào mưa xuống nó sống lại. Đẹp cực kỳ ha. Đây là khu vực của Làng Thiên trên núi Tà Lơn. Từ lỗ lớn mà mình đi tới khu vực này là bây giờ, hồi nãy mình có nói giờ, bây giờ 13 giờ. Rồi vậy. Là mình đi tới cái chỗ gần đá này đây. Ở đây dài qua đây chứ. Dăng ở đây dữ lắm. Mình bước qua đây cho quý vị xem nha. Mình lên đây cái rồi mình đi theo đoạn tiếp. Rồi đi lên. Đây. Nào quý vị, đậu mình đậu đi. Rồi mình xem một vòng mình đi quý vị ơi. Đây là chỗ có chân mình đứng. Rồi đi xuống. Đi xuống thôi được. Rồi đi bọc qua đây. Quá sức rồi. Khu này là quá sức tưởng tượng luôn. Quá đẹp. Quá đẹp. Bên này là mọi người kia là thuyền Bát Nhã. Ở trước mặt mình đó, mọi người đang chụp hình đó. Vậy mà trên đó không có đất mà vẫn cây nó vẫn sống được. Đây, bên đây mình thấy thuyền Bát Nhã này. Mọi người đang chụp hình đây nãy giờ. Đi trở về. Đâu quý vị. Quá đẹp. Rồi đi tiếp tục. Nhiều lắm, nếu mà mình đi giáp là mình không thể nào đi giáp nổi. Khu này rất là rộng, mình đi phải để một cái đoạn nào đó thôi chứ. Đi mà giáp hết rồi không thể nào đi nổi. Nhiều lắm. Ở đây mình thấy có cái cây á tầm nữa nè. Cái cây này cái dáng đổ đẹp quá. Cái đổ rất là đẹp luôn. Còn ở bên đây thì cái cây này nó quá lớn tuổi rồi. Mình thấy nó ngã ra luôn. Lớn tuổi quá, lớn tuổi. Lớn tuổi quá sức rồi. Già mất còi luôn. Cái da nó móc. Cái da nó móc. Đó, giờ đoàn đi, bây giờ mình đi theo quá giờ. Tiếp tục. Bước chân theo đỏ. Hừ.
lúc nào cũng bịch con có bịch cóm hai bịch cóm mấy chị bỏ theo cho mình nó sẽ ăn sọt sọt cho nó vui. Chờ đi này uống nước nó no cho mới khác, không có đói. Đi mệt hổ uống cốc nước cho là nó no. Đây mình xem một vòng cho quý vị xem đó, phía sau mình đó. Đi đại để thôi, đẹp quá. Giống như sóng dập gió dồi nó vô đây rồi nó thành những từng đá, đẹp không? Tùng bá này thì ở đây rất ít, còn ba cái cỏ liễu trúc nè, tầm mai liễu trúc, cái mùa này thì nó không có được xanh tươi như cái mùa hồi năm rồi mình đi, năm rồi mình đi thì có mưa nhiều, thành ra nó xanh um cũng như là những cái đám cỏ năng ở mấy cái vùng mà mình cày xới á, nó xanh rì một luống luôn, đi là nó dẹt được đường luôn. Ở đây thì mình thấy cái tầm bá nữa, đặc biệt ở trên này có tầm bá nó mới quý thôi, còn mấy cái kia thì nhiều lắm. Đây nữa nè, tập trung ở đây hết rồi đó. Đi tiếp tục. Cái lá anh đẹp không? Có trái luôn chưa? Trái tầm bá nè. Rồi bây giờ mình nhảy xuống luôn nha. Nhảy xuống đi tắt luôn. Tắt luôn. Lên đây. Lên đây đi, lên cái phiến đá đi tắt qua bên kia. À, mình đi qua đây luôn, đi tắt lên trên đá mình đi xuống nè. Đó người ta đi đó đường mòn lối mở, còn mình á thì mình đi lường rừng luôn. Không. Tắt luôn. Ai đi xíu về mang tắm hả?
đi qua rừng tăng rừng luôn nè, tăng rừng vượt xuống luôn. Có chiếc hài này nè, bán đỡ nóng. Có chiếc kia rồi. Bỏ đi đi rồi. Bỏ luôn hả? Đó, cái đường giúp rồi đó. Rồi tiếp đi. Mang chiếc này coi được. Bỏ đằng cái thằng bắn rồi. Đỡ nóng. Đỡ bỏ nóng. Dạ có bút của thành. Đâu rồi, các bạn được không? Đâu rồi, đâu rồi. Đó. Rồi mang được một quay. Cái này là khúc buông của đoàn. Bên này thì quý vị thấy ở dưới này có những cái thằng đá nó nhô lên nè, có nghĩa là ở dưới chỉ có một lớp cát như đây. À, đá nó lúp xúp gì nè. Nó lên không nổi. Liễu trúc lên không nổi. Ồ, cây này đẹp quá. Cái cây này cũng lâu năm dữ nè. Cây này cây giống cây tràm. Vô lên đây kìa, lỗ như cái bánh khọt thôi. Đó sóng đánh á. Phun bánh khọt. Mình bắt đầu mình tới cái khu rừng, tới cái suối quý vị ơi. Bắt đầu tới suối mà không biết có nước để tắm không. 14 giờ 5 phút rồi. Coi mình nghĩ chắc là ít nước. Trời, đợi rồi mình đi thì nước nó còn tí xíu à. Bây giờ hạn khô quá chắc là cũng còn không nhiều đâu. Còn chăn cũng không nhiều đâu. Cái gì? Cọp. Phải không? Cái trái đó nè phải không? Cục cục đá mà em nói phải không? Tưởng nó cũng con cọp. Nắp ấm. Đây nè. Nè chừng nào mà cái nắp này nó mở ra gì là con trùng nó vô mình uống không được. Vậy đó hả? À, còn nó kín. Nó kín là mình mở nắp ra mình uống, nước nó ngọt ngọt. Rồi. Kiến nó vô dữ lắm. Người ta đi không có nước giữa rừng người ta uống nó uống nó thử cho biết. Nó hơi ngót ngót một chút này. Rồi xếp hàng một cái gì một dọc xếp hàng không có nước rồi không đây vậy dung viên đá dung viên người ta tắm chứ người ta dơ người ta nói đúng chứ bộ nhưng mà đều xuống đó thôi của họ đi tiểu được nữa. Nó sợ cái hồ khô không có nước không nè. Lần nào đi xuống đây là ướt nhẹt luôn nè. Có lúc nó chảy mạnh dữ lắm. Hả? Nó chảy mà mỗi lần nó chảy mạnh lắm. Có đâu, đây đâu chảy được. Có. Có. Chị đi không đúng thời điểm. Nó chảy mà hai người là phải dắt tay nhau mới qua được đó.
cái suối gì sao hai người dắt tay nhau qua được? Nước nó tràn cao lên á. Hả? Nó dâng cao lên đó. Tại vì nguyên một cái khu này là chỉ có suối này không mà. Tại vì hôm trước mấy chú múc nước này uống nè, mấy chú nó có cá với này là uống được, không múc là uống á. Mấy chú vẫn đầm. Khô ra. Cũng đỡ nước này hả? Là nước này nước tắm đây hả? Ai à, chú nói nó đi đường này thế là dắt tay nhau để mà đi qua đó, nó chảy mạnh lắm. Phụ nữ lại kia, phụ nữ lại đặng kìa, đặng 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 nam giới người ta là đây nè, nữ kia đây kia hết sâu không. Rồi tới suối quý vị ơi, tới suối giữa Lan Thiên nè. Cầm luôn, cái này xấu nè, cái này xấu nè. Cầm một hồi đục đó. Tắm hả chú? Cầm được. Ở cái dạ bên đó, anh Dũng nữa đó. Đó, trên đây Dũng nữa nè. Tắm lấy vốn nè. Tắm. Nhẹ nhẹ nha, mạnh quá lên cận nha. Nhẹ nhẹ thôi, quá lên cận thiệt á. Thấy cái dấu lên nó lăn lừ không? Lên xuống nước hả vậy? Chiều bò ra. Cái đường bên đó hẹp, cọ cà cỏ dẹp hết trơn á. Ừ, dưới ba cái đá nó ừ. Nó không tao tới. Năm đầu nó mang ba cái này nó bây giờ mình cái nước thì xuống nó làm ảnh lót thì mình đi qua cái khu này coi. Đó. Ở đây là nguyên cái đồng bằng mà nó chỗ xuống đây, nó sổ xuống đây là nước dữ lắm nước. Gì hả? Ờ, cái chú dẫn đoàn hồi ông Tháp đó, chú nói là có lúc đi mà mưa nhiều đó ha, là dẹp nắm tay nhau mới qua được đó, chứ không dám đi một người á. Chảy nước không? Nước nó chảy á, nó dâng lên chứ nó phải nó thấp gì đâu. Chú Tiên là lại chiếm đi, lại chiếm đi. Tắm chú Tiên hả? Số tiền này ở đâu? Số tiền này ở đâu? Số tiền này. Ta lên, ta lên. Xem số tiền phải không má không? Khám phá miền Tây kìa, ông đâu khám phá kìa. Lắm luôn anh ơi. Nước đá sao? Bên đó sâu không? Hay cái giò đó mà. Được, bắn cũng được. Đó đi. Cũng gung luôn là được đó. Đừng có động quá. Động quá nó lên sình. Lạnh dữ dằn này chứ. Ừ, dữ không? Lạnh dữ lắm luôn. Trời ơi, thiệt ơi, dữ lắm. Bắn luôn nè. Ừ. Số tiền mà. Số tiền quý gì ơi? Cái suối mà từ nước của tiên tắm rồi. Cái suối từ xe mình đậu mà mình đi lên chỗ Tà Lơn á, lên chỗ Lan Thiên đó, thì nó có cái suối ở giữa chừng này nè, nó ảnh xuống tắm. Tắm mà hố bên đó bộ có lý này bộ nước cũng vậy hả chú ơi? Vừa cũng vậy hả? Phát phát là mặt mà nó sờ nó trong hả? Vậy cho đây đâu có chỗ nào uống nước phải bò xuống đây uống không? Ông đó thấy cái gì không? Đó kìa. Đứng im thì đứng im ngồi xuống đi. Như mấy bà sâu hơn hả ông con? Rồi, như mấy bà sâu hơn hả? Nghe đây nè. Ừ, ừ, đó luôn. Là mấy mấy tên nữ được thưởng nè. Trời mấy anh nó tắm gì? Đừng có quậy quá nó lên cặn á. Lên ra lâu cãi lên lâu quậy phải chọn luôn. Nhẹ thôi. Nhẹ quá nó lên cặn. Cặn hả? Tắm thì lấy vốn rồi chứ. Chú nhẹ nhẹ thôi chú, nó cặn nó không có lên đâu. Chú nhẹ nhẹ thôi là nó không có lên cặn. Tắm thì lấy vốn rồi chứ. Lội chưa sáng ra như là hầm nước đá, hiểu không? Bao nhiêu độ chú? Khoảng bao nhiêu độ? Để ngâm giờ chút đi cho nó cân bằng vậy. Nhẹ, đừng có ép mạnh quá.
nó cân bằng nhiệt lại, mình đang nóng mình phóng xuống là nó sốc nhiệt á. Thì đạn lộ đâu qua phía bển không tắm bển đó. Còn ở trên ha. Tao mới tắm chung liền, không tắm mình qua bển. Rồi. Mà đi đoạn hả chú? Ờ, năm rồi tôi tắm bạn này, mấy nữ rồi tắm khoảng đi á. Đó, năm nay mới bỏ tắm xuống 1kg luôn hả? Ừ. Rồi. Mát thiệt. Thoải mái luôn rồi đó. Hài lòng chưa? Có chút xíu không lo nội. Cái gì? Không có chút xíu. Rồi, lạnh mấy. Hài lòng chưa? đi nắng thì kìa than hay vậy tắm là đã mát còn chê gì nữa à, quý vị là mấy anh mấy chú này nhẹ nhẹ thôi đừng bước quá cái nó lên cặn nó lên mà cái cặn phát cái dáng nhện nha bà hổng chú dẫn đoạn đó ông lại đây múc uống luôn đó. Nó có cá sống là ông uống rồi. Ông dẫn đoạn đó. Mình uống coi á. Đúng rồi, con cá nó ở được là. Ừ. Chú nói con cá có sống ở đây là uống được. Đây sâu nè. Rồi, mấy anh nè, đây đúng rồi. Ngồi đây tí xíu rồi anh tắm xong bị gì vậy? Chỗ này cái câu nè. Nhẹ nhẹ hồi nó bắt rồi, chậm chậm nhẹ. Đá thì xin trắng tươi luôn nè. Đá màu khác. Trứng bùa, trứng bùa. Trứng bùa. Trứng bùa nát. Đẹp ha. Lăn này sao mà tròn vô luôn. Vô trứng bùa bự rồi. Quá trời bùa dạ nẻ trứng nè. Bà thấy cây gì không? Nè Quỳnh. Cây tủ quá, cái dầu rồng ngon quá nè. Cái đầu rồng ngon quá, ba chỗ mình tắm nè. Chỗ số tiên đó. À, chỗ cái nước còn tải đó ha. Ừ đó, nó đó. Cái đầu rồng qua đó. Chỗ mình tắm ở chỗ số tiên qua đó. Chú tắm thì sẽ có bộ tắm rồi hả? Đúng rồi đó. Đây. Đi qua bên này theo mấy anh rồi xong xuống tắm nữa. Ôi, tắm cái vốn đi chứ đi mát rồi tắm giáp khổ ước mình giáp được rồi. Lạnh mình chạm ở dưới thì nó lạnh như nước đá mà lên cái bình thường rồi nổi chỗ đó chạy đi chỗ đó đi ông ơi ta nằm đó rồi. Ừ rồi, trả ông là y cho vị trí cũ nha. Coi mà lấy coi. Đi coi thôi. Bảy gì nè. Dây tơ hồng. Có dây bảy đó ông ơi. Bảy. Mấy cái bảy chim á, mấy người ta chim xuống đây uống nước á. Cái chim hay là bảy xong hả chú? Này cái bãi cu rồi ơi. Rồi. Đi chết ra bây giờ. Không cởi áo ra. Cởi đi, hồi nóng lắm. Mặc vô nó không có bị không có bị mà ướt á. Cởi áo ra đi rồi lên mặc vô. Rồi, đi cứ lên. Chị rửa giò thôi mà bạn gọi nó lạnh đó, lạnh tê luôn á. Sao không tắm hả chú? Không. Qua tắm đi lắm mà sao nó không tắm? Lạnh. Lạnh hả? Ừ. Thấy không? Đổ ốc rồi kìa. Mà năm ngoái tắm đây rồi. Tắm rồi phải không? Ừ. Qua rồi nước nhiều lắm. Nước nhiều lắm. Nước lên tới đây không? Nước cỡ này à. Lúc cái này à. Đá này trơn là lội được mà. Lội được mà. Chỉ năm ngoái nó lội như con ếch mà nó lặn ở dưới nổi lên gì đó. Một hồi thì nó nổi cái đầu, một hồi nó nổi cái giò. Rồi, bữa nay thì mình khám phá cái suối được có phút thôi. Ừ.
Như từ ở bãi ngược lại đây đây có nước đây. Có nhiêu đây ạ? À? Con há nguồn nữa chứ. Cũng như là nuôi mấy ông ở trong này. Rồi chưa? Trước cái lúa mùa. Rồi chưa? Thì có con chim thầy cai này. Rồi thì rắn. Mưa đấm mưa đầu đó hả? Em nãy giờ đâu có nước tắm đâu, biết đâu. Ôi, cho đá trứng đẹp quá. Thôi, viên đá. Kêu mấy ông kia luôn, kêu anh hai. Tao mấy ông, nào nói chờ cho mấy ông nói lạnh. Không, nó có nước gì em nói vậy chứ, nước nhóc. Rồi rồi. Rồi nước nhiều dữ lắm. Chị hai cảm giác hay sao chị hai? Cảm giác hay sao? Chị thấy mắt lạnh. Chị thấy nó nước. Ờ chị nó nước, tại nó sâu á, lên cao á. Nước không cái đường đi lụt lúc nó này nó đi lắm. Như chú nó chảy xiết lắm, phải nắm tay mới qua được. Tắm rồi nè chị. Rồi, mấy chị ở đó cũng sánh xong rồi. Đó hạ nguồn mà. Rồi xong rồi bắt đầu mình băng qua cái khu rừng này là mình tới Lan Thiên. Trên đầu xuống rồi. Xuống hết trơn rồi nè. Chị hai đợt đó chị đây qua bản tới Lan Thiên đó là trở về phải không? Cái cục đá cao đó. Sao mấy cô nó còn đi nữa? Không biết bữa kia nó có đi nữa không, gì đó chị đi tới đó trở lại đó. Ờ thì chị đợt đó em không đi tới đó trở lại à. Rồi bây giờ mình tạm ngưng đây để mấy chị xong rồi bắt đầu mình đi tiếp tục lên chỗ Lan Thiên nha, khu vực Lan Thiên nha. Bây giờ tôi chỉ tới cái số tiên này thôi tắm rồi đó. Rồi mọi người tắm rồi đó. Giờ đi bưng qua khu nạn tí xíu nó là bắt đầu. Bắt đầu mình đi qua cho khu vực Lan Thiên. Rồi bây giờ tiếp tục mình đi cái gì? Mình đi qua chỗ Lan Thiên. Đỉnh Lan Thiên tức là nơi mà cứ ra đá đắc đạo. Ở quên có ta nói có Lan Thiên mà Lan Thiên lớn, Thiên lại nhỏ ở trong là sao? Là người ta đặt thôi chứ thật sự ra tại vì người ta không đi ra ngoài vô trong này được đó. À. Trên nói chung cái địa danh ở trên này thì mình cũng không khẳng định đó là chính xác. Dạ. Nhưng mà ở trong này đặc biệt là cái Lan Thiên trên này nó có một cái dồ đá. Dạ. Ở trên đó đặc biệt là cái dồ đá nó bốn góc là nó có bốn cái đầu thú. Dạ. Dạ. Vậy là chỉ có Lan Thiên này thôi chứ không có Lan Thiên lớn sao nhỏ nha. Lan Thiên ngoài, Lan Thiên trong là cái đời dân dân. Dạ. Anh em muốn đặt số đó đặt. Dạ. Số đó kêu rồi. Dạ. Đặt phần nãy giờ mình tắm cái đó là suối, đó là suối Lan Thiên đó. Dạ. Mà thường thường ta nói là suối Tiên đó ha. Ừ. Mấy người kêu suối Tiên. Suối này không chừng là suối khác, không chừng là mình không biết là dạ. Suối nào luôn. Mà đây là mình kêu là xuống này là xuống Lan Thiên rồi. Rồi tại mình trên đường mình đi Lan Thiên đó ha, là cái xuống đó xuống Lan Thiên. Để từ từ thôi chú cho. Từ từ chạm mấy cụ dưới đi. Giờ đây phơi nắng chút đi, nắng nóng cho nó ấm áp rồi coi. Lạnh này. Tắm lạnh này. Cụ mới gửi tiền thì để cho đưa cho bả nó đi. Mình đi xuống quá. Rồi bây giờ 14 giờ 20 phút rồi. Mình đến cái khu qua khỏi khu vực của cái suối Lan Thiên mà ta thường thường người ta gọi suối Tiên đó. Tắm xong rồi bây giờ bắt đầu mình lội lên chỗ cái đỉnh Lan Thiên. Và bên đây là cái khu rừng cây nè, có một đoạn thôi chứ không có gì. Thôi bây giờ mình đi dọc qua bên đây. Và cái đường này đang đi lên. Giờ mình đi băng cạnh qua bên kia nha. Mình đi dắt vào cạnh bên này cho quý vị xem nha. Đó, mình đang đi trong liễu trúc nè. Sột sột luôn nè. Đó, mấy cô đang đi nè.
đợt này nắng quá thành ra cây nào cây nấy nó khô, khô trụi lá kìa. Chỉ có những cái cây bỏ rễ sâu nó mới chịu nổi thôi. Đó, mọi người đang đi đó. Rồi. Rồi, những cái tiếng báo gì xem nè, thì rất là đẹp nha. Đó, một dải đá bên kia. Những cái cây đẹp quá, bông đẹp quá. Mấy dải đá bên kia xong qua một cái khu rừng này. Đó, mọi người đang lội đó. Mình đang ghi hình buổi sáng. Bên đó là những cái gành đá đi bọc ở đây là mình trở về Lăng Thiên. Đây, giờ mình lại đây cho quý vị xem. Mình nhìn cái gành đá này là mình nhớ tới cái di tích lịch sử gành đá gì hết. Rồi, mình lên cái khu này cho quý vị xem. Lúc trước mình chưa có đi vô sâu trong này, giờ mình đi vô sâu trong này cho quý vị xem nha. Gành đá đĩa. Đây nè, cây nè. Quá trời cây luôn. Cây nè. Đẹp quá quý vị. Đây, khu này quá đẹp luôn. Đây mình lại một đoạn cho quý vị xem nha. Rồi, bây giờ mình đậu rồi, mình ở đang khúc trong của cái gành đá mà mình đi chỗ lên Lăng Thiên nè quý vị. Bây giờ mình đi ngược trở ra cho quý vị xem, mọi người đang lên đỉnh Lăng Thiên rồi đó. Đó. Đẹp chưa? Quá sức đẹp luôn. Trùng trùng đẹp đẹp luôn quý vị ơi. Quá. Tùng bá tùng này. Lá cái tông lá nó này nó đẹp chưa. Đó, đói hồi đó bụng là có cái cốm này móc cái ăn sột sạt này cho vui, lâu ăn bịch vậy đó. Rồi uống nước vô nè. Uống nước vô là nó hết đói. Đi đây thì mình đem lương khô với mấy chai nước uống rồi là ok đó. Đây cái gành đá như thấy đẹp chưa? Đây cũng như là những cái hòn non bộ mà họ kiến tạo. Đây là hoàn toàn thiên nhiên quá gì. Nè. Giống như là mình cái hòn non bộ mà mình kiến tạo lên mình làm vậy. Nè. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đó. Đi khối. Đẹp quá. Rồi, mình đi ngược trở lại chỗ
cái đỉnh Lan Thiên rồi mình đi trở ra đó, một bãi đáy này dang 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 luôn. À, mình tranh thủ để mình đi để mà đoàn đợi đó cúng xong rồi đoàn đi cho mình à, mình không qua đây quên mình đi hình kịp. Đó, cái gờ đó nè đẹp chưa mọi người, để nhạc đây để mình được cúng nè, thắp nè. Đẹp chưa, quá sức đẹp luôn. Coi lên quý thị chị thấy là cái này nó nguyên khối nha, nguyên khối dính liền, không có làn gáp, không có cái dấu tích của xi măng đây nha. Đẹp quá. Rồi bây giờ mình trở lại bên kia. Mọi người đi trèo lên đỉnh Lan Thiên rồi đó. Có người kêu là đảnh Lan Thiên, có người lại kêu là đỉnh Lan Thiên. Đi vòng vòng nãy giờ cũng hơi mất thời gian tại vì mình tắm suối vậy nữa. 14:40 rồi. Là 2:40 phút rồi đó. Thứ nhất là mình còn một điểm giếng nữa, là thứ nhất hai điểm mà chọn một trong hai là năm chỗ năm thiền và suối vàng. Chọn một trong hai mình để đây coi, hỏi ý lại coi sao. Giờ có thang luôn rồi, bây giờ có thang luôn, mọi người lên trển cúng luôn rồi. Lên đọc đoạn giảng của ta luôn Tùng ơi. Rồi tiếp tục đi lên đây, mình đảo một vòng cho quý vị xem nha. Đây là đỉnh Lan Thiên, hồi xưa là mấy anh đi tắt đường này lên nè, chèo đường này lên vẫn được luôn nè, chèo tắt đường này lên. Đây. Được đó anh ơi, chưa chèo tắt đường này không đó. Ủa hổm cái cây nó còn khô hơn, bữa nay nó có lá không đỡ rồi đó. Không biết hổm trồng cái lan không biết còn sống không chứ. Trồng cái vậy đó. Có ở chỗ nó có một cái chỗ đá để trồng. Đây, xung quanh dọc dọc nha. Đây, đây giữa đây là có cái khối đá này để lên chỗ nơi thờ phượng cũng. Đói hả? Đói sao quên? Đói hả? Còn gì ăn không? Tôi cũng đói nè. Thôi để nó chơi. Đi đây là sang sẻ lắm cái gì. Ai có gì ăn là cũng chia nhau ăn. Dễ thương lắm. Đi đoàn vô mấy trăm người cũng vậy. Đoàn có 500-600 người cũng vậy. Đi ra ăn nhau. Rồi mình lên nha. Mấy cô ăn rồi đó. Đằng trước mình đi là nó bị chỗ này. Bây giờ thôi. Quên chuyện đó đi. Đường lộ đó đó mà đâu có cái xe đâu. Rồi bây giờ mình lên nha.
Bỏ dép đi. Ở đây là có tăng đưa nha. Cái cầu thang này là nó tới đây rồi, bây giờ nó có cái khúc tháp thêm nữa nè. Có tăng đưa nè. Giờ mình lên nè. Leo lên nè. Leo lên nè. Để cho nó khô. Nhét cho người đầu tối thì chừng. Ngồi nắng nữa cô. Đây. Quá. Lên đây luôn rồi. Đó, dàn dàn luôn kìa. Cái khu đó mình đi rồi. Mình mới đi rồi, mình đi trở qua đây. Có những người mơ ước hay hoặc giả là đã mơ ước rồi, cũng đã từng qua đến đây rồi nhưng mà không được tới đây. Lý do là cái thứ nhất là vì cái bối cảnh là không kịp thời gian. Cái thứ hai nữa là trời chỉ mưa. Sao ngồi được? Mà trời một khi đã đổ mưa xuống rồi đó, mây nó mù mịt ở đây. Có thể là nói là 10 thước đây thôi là không thấy người trước rồi cái người sau á. Cho nên anh em rất là ngại ngùng khi mà mưa gió hay là mây mù. Mỗi khi mà có mây xuống đó là bất hù hết trơn rồi. Cách chừng 10 thước với nhau là không thấy đường rồi. Chỉ nhắm hướng theo cái đường mà mình cảm giác cái đường mình đi thôi chứ. Có khi không có những người mơ ước mà khi đoàn cũng anh em cũng gắng cố gắng dắt đi. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh đó là mưa gió hay hoặc đó là thời tiết này kia là hoặc đó là trời chiều mình đi không kịp thời gian không được tới đây. Nhưng mà đoàn mình được may mắn là đi chuyến này đó là được trọn vẹn là đã đến đây nhưng mà vẫn còn kịp thời gian. Và đặc biệt hơn nữa là ngay cái chỗ này là cái chỗ ông Cửa Đa đắc đạo ở đây. Và chút xíu nữa dẫn cái gì mình đi vòng xuống cái chỗ mà ông Cửa Đa đã nghỉ hàng ngày, tức là ông ngủ nghỉ là như là nhân dân mỗi khi mưa gió. Rồi cái gì mình thấy cái cảnh như hồi xưa ở đây tu đó, mình thấy mình quá sung sướng so với quý vị ở đây, cho nên vì vậy mà mình quá sung sướng rồi quên đạo ngỡ. Cái việc mình quá sung sướng rồi mình quên mà quý vị mình nên nhớ lúc nào mình khổ khó gì nào mình được cười được đó, mà lúc nào an vui gì nào mình quên. Lâu lâu anh em năm mười người đó chục năm chục ba lại không có chuyện gì làm mà mở máy lên xa ra ung dương. Thấy không? Thế là bày ra tiệc tùng, tiệc này, tiệc nhỏ khi mỗi khi anh em xung dày. Vậy thì cái vấn đề trường hợp mà cái mà tu hành đó thì nó khổ chừng nào thì mình càng tu dễ hơn chừng đó. Đó tại sao khổ mà tu dễ là mình khổ mình mới nhớ tới Phật, còn mình quá sung sướng rồi mình không có nhớ tới. Cho nên chính vì điều kiện đó mà mình vẫn còn luân hồi hoài. Cho nên vì vậy mà ngài Đức Cửa Đa ngài đã thấy được cái cảnh đời quá đau khổ và với sự cúng trị của thực chân pháp lúc bấy giờ. Cho nên ngài đã qua Phú Quốc tu, và khi đã qua Phú Quốc rồi đó ngài qua nước Cấm. Đến nước Cấm thì cũng thấy không có gì gọi là tiến triển trên con đường đạo, cho nên ngài nói ở Tà Lơn này có một cái cảnh rất là đẹp, cho nên ngài cùng các anh em đến đây. Khi mà đến đây rồi đó đem mớ lên phô theo và đến ngày về đó là đi đường cửa sổ Văn Thành, đi đường ngay cái cửa Văn Thành luôn, chúng ta cửa sổ Văn Thành nha, là con sông Văn Thành đó, là mình đi ngay cái cầu lúc trước là con đò. Thì khi mà đến đó đó thì anh em mới tới đó rồi xong đó đưa tiễn đến đó rồi ngày Đức Cửa Đa mới quay trở lại. Ngày quay trở lại đây một mình, tôi cũng một mình thân ngày gầy gò khó miếng, nhưng mà ngày đi đến đây là ngày đã tu ở đây, ngày đạo tại đây mà ngày nói thấy đi tâm tánh quá thiền nội trong sáu cách biết đường duyên cơ đó. Thì ngày đến đây là tỏ ngộ đạo màu ngay chỗ Lăng Thiên này, đặc biệt ngay chỗ đá Lăng Thiên này quý vị mình xuống dưới nhìn nha, bốn góc đều có bốn hình quái thú khác nhau. Như ở dưới hồi nãy mình nhìn qua đó, bên ngay cái chỗ chính ngồi đó bên đó là hình của đầu con rắn đó. Bên đây là đầu con rùa nha, rồi chút xíu nữa mình xuống đây cái đầu con này nữa, bên đây cũng cái đầu nữa, đặc biệt là bốn góc là tứ trụ, là có bốn hình con quái thú, bốn hình con quái thú. Nói vậy thì ở đây đó là mình gọi là Lăng Thiên. Bây giờ đây ở đây muốn nhắc lại là trong Ngọc Đức Thầy xin trân trọng kính mời anh Tùng sẽ nhắc lại một cái đoạn Nguyễn Ba, đoạn đầu của Nguyễn Ba để cho quý vị mình thấy ở nơi đây có phải là một cái nơi linh thiêng hay không mà quý vị cho anh Tùng chào của ta. Có nước uống không anh Tùng? Có nước uống không anh Thương? Dạ có nè. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh núi Liên Đài tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lăng Thiên một cõi xa chơi, non cao đánh thượng thảnh thơi vô cùng. Hiu hiu gió thổi lạnh nè,
lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng cành lầu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tử vi mây phủ nhiều đành, bồng lai một tội hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bực chi âm, nay vì thương chúng trần gian phàn hầu, nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tam thuật về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, Ngọc Thanh là hiệu ấy mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cưỡi canh mặt người. Xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mần vuông tròn chẳng xong. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Tùng rất là nhiều. Kính thưa chú vị, thì vừa qua cái độ đầu của quyển thứ ba đó, chúng ta đã biết thầy của chúng ta là ngài Đức Cư Đa trở lại. Bởi vì trong cái đoạn giảng đức thầy nó cùng thời ba tới một thầy giảng dạy giải đầy gõ diệt thiên cơ, thì trong đó có ngài Đức Cư Đa. Thì khi mà ngài Đức Cư Đa lên đây tu đó, thì song bên cạnh đó thì cũng có một vị ở trên này nữa, đó là ông Cổ Ba Gan. Chắc quý vị mình có nghe tên của ông Cổ Ba Gan ha. Ông Cổ Ba Gan đó là không phải là chiều cao ba gan nha, mà cái chiều hoành bề ngang vậy nè, đo ba gan tay. Nếu mà mình ở đây người nào mà lớn lớn là đo chừng gan chứ hơn lắm mà. Nhưng mà đặc biệt là ông là cái cổ ông ba ba gan tay, gọi là ông Cổ Ba Gan. Ông Cổ Ba Gan chứ không là Tổ Ba Gan nha. Ông Cổ Ba Gan tức là cái ba gan tay đo cái cổ ông bề ngang. Và cái tiếng của ông đó rất là lớn. Và ông cao đó là chiều cao của ông là 3 mét mấy đó quý vị. Mỗi khi buông tay xuống là thòng chí gói, ông giống như người xưa vậy đó. Cho nên mỗi khi mà mỗi con thú ở đây nó rất là sợ cái tiếng của ông. Mỗi khi ông hú lên thì những con thú ở đây nó rất là sợ. Thì khi lúc bấy giờ đó là ngày đấu với Đức Cư Đa thì ông đấu không lại Đức Cư Đa. Và nếu mà chúng ta đi cái đường ở bên chú Tò đó thì chúng ta sẽ thấy được con một con Cổ Ba Gan này. Còn bên đó có 16 con Cổ Ba Gan. Cổ bự bề ngang ba gan tay. Thì ở đây đó là núi này á thì rất là nhiều người tu ở trên này bỏ sát. Mình kể qua quý vị mình nghe những cái giai đoạn mà những anh em tu khổ hạnh trên này đó, rất là cực khổ.